có một cái cơn khác đang hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là một cái cơn khác về an cư. Vâng, vậy thì đâu là lời giải cho bài toán an cư? À, đâu là bài lời giải cho một bài toán an cư? Vậy thì với một tầm nhìn kiến tạo một cộng đồng an cư hưng thịnh tại phía Tây Sài Gòn và mang lại một giải pháp thiết thực trong tầm tay đến với mọi khách hàng, tạo ra một môi trường sống tiện nghi và đẳng cấp cho mỗi cư dân, thì ngày hôm nay Protex trân trọng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một nơi sống hạnh phúc với tuyệt phẩm an cư và thời điểm chính xác để lựa chọn. Một nơi sống tận hưởng với tiện ích nối liền tiện ích, thăng hoa bất nghiệp thăng hoa. Vâng, và một nơi sống trọn vẹn cho viên mãn đủ đầy để lưu giữ tinh hoa cho thế hệ sau. Và đây là một tuyệt phẩm mới mà toàn cả thị trường đang mong đợi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, Moonlight Central Point, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Moonlight Central Point, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Về tổng quan dự án, vị trí của dự án nằm tại đường số 9 đường tên lửa quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 1,9 hecta. Và dự án của chúng ta thì tổng cộng có 4 block cao tầng và một block thấp tầng. 4 block cao tầng gồm có các block Blue Moon, block Violet, block Emerald Moon, block Silver và một khu thấp tầng nhà phố Golden Moon. Vâng, mỗi số tầng cao mỗi block là 24 tầng và tổng số căn hộ thì khoảng 1.300 căn, và dự án chúng ta có khoảng 22 căn shop house và một tầng hầm. À, các anh chị hãy nhớ những thông số này nhé. Vậy thì như chị sẽ đặt câu hỏi là vì sao dự án lại tên Moonlight Central Point? Vâng, với nguồn cung căn hộ trên thị trường ngày càng thu hẹp và khiến giấc mơ an cư của gia đình trẻ gần như bục tắc, thì Moonlight Central Point ra đời như một làn gió mới giải cơn khát an cư cho các bạn trẻ mong ước có một tổ ấm bừng sáng tại khu tên lửa danh giá. Và Moonlight Central Point đóng một cái sứ mệnh rất quan trọng là viết tiếp câu chuyện an cư của chuỗi dự án Moonlight, một thương hiệu đã rất thành công tại khu tên lửa với hai dự án là Moonlight Boulevard và Moonlight Parkview. Vâng, vậy thì dự án của chúng ta có ba định vị, đó là Central, Model và Stable, đó là Central. Vậy thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại nên chọn khu vực khu Tây? À, nhiều người sẽ đặt câu hỏi như vậy. Vậy thì kính thưa quý vị và các bạn, khu Tây còn được xem là khu tiểu Hồng Kông, nơi có thị trường hấp thụ rất tốt và giá cả cực kỳ cạnh tranh. Ở khu vực này thì là túi dân của thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu nhà ở rất là lớn. Thì theo CBRE thống kê thì đâu đó những dự án mở mới có lượng hấp thụ từ 80 đến 90% trên thị trường. Vâng, thì ngoài ra cái mức độ gia tăng giá hàng năm tại khu vực này tăng từ 15 đến 20% ở một số mặt đường tiền lớn, mặt tiền đường lớn thì có thể là gia tăng tới 30%. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa thì giá khu vực này còn cạnh tranh hơn rất nhiều so với khu Đông và khu Nam. Một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng là câu chuyện di chuyển ở khu vực quận Tân và quận Bình Tân nói riêng và khu tên lửa nói chung cực kỳ dễ dàng và thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm với các công trình cầu vượt là Bùng Binh Cây Gõ và cầu vượt 3 tháng 2, giúp việc di chuyển từ khu vực khu tên lửa và khu vực quận Bình Tân nói chung rất dễ dàng và thuận tiện, kết nối giảm thiểu ùn tắc hay là kẹt xe ở các khu vực này. Ngoài ra bên cạnh đó thì khu Tây còn có các cái kế hoạch về phát triển giao thông hạ tầng trong thời gian tới. Đặc biệt đó là việc nâng cấp 7 tuyến đường kết nối từ Long An tới thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Việc này sẽ giúp cho lục tỉnh miền Tây kết nối trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ thuận tiện, giúp cho việc lưu thông hàng hóa một cách thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì khu vực này sở hữu hết 3 khu công nghiệp lớn,
với tỷ lệ lấp đầy 100% và dự kiến đâu đó trong năm 2021 sẽ khánh thành thêm khoảng 4 khu công nghiệp. Đây là một dấu hiệu tốt để mà thu hút rất nhiều giới chuyên gia và lao động kỹ thuật cao sẽ quy tụ về đây. Đó dẫn đến là cái nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao. Vậy thì tóm lại, nhận định chung của bất động sản Bình Tân còn được xem là mỏ vàng còn sót lại của nhà đầu tư. Vì khu vực này thì thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu kinh tế xã hội và được nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai, của Bình Tân còn được xem là tâm điểm đón sóng hạ tầng của Tây Sài Gòn và là khẳng định cái vị thế là ngay cửa ngõ. Và cái thứ ba là sự gia tăng của các cái khu công nghiệp vùng xung quanh đã tạo nên cái điều kiện cho dân cư kéo về đây và các chuyên gia, các lao động kỹ thuật cao kéo về đây, gia tăng nhu cầu tìm kiếm nhà và của các nhóm gia tăng nhu cầu tìm kiếm nhà ở khu vực này. Vậy thì có 5 yếu tố tạo nên mãi lực hấp dẫn đối với bất động sản khu vực. Thứ nhất đó là số lượng sở hữu một số lượng dân cư lớn và tốc độ tăng trưởng mạnh qua từng năm. Đúng không? Thứ hai là cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối đến các khu trung tâm và dư địa bất động sản khu vực này còn rất dồi dào. Thứ ba là nhu cầu ở thực cao và nguồn cung khan hiếm. Thứ tư là giá bán trung bình còn rất là mềm, tạo được lợi thế cạnh tranh hơn so với các thị trường khu vực khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ năm là giá bất động sản tăng nóng và tăng ổn định trong những năm qua, tỷ lệ từ 15 đến 20% một năm. Vâng, đó chính là những cái mãi lực tạo nên sự hấp lực đối với bất động sản tại khu Tây. Vậy thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi là sẽ có nhiều người nghe là vì khu Tên Lửa là trung tâm của Tây Sài Gòn thì có rất nhiều bạn hỏi là vì sao gọi khu Tên Lửa là trung tâm của Tây Sài Gòn. Thứ nhất, khu Tên Lửa nhiều người còn gọi là khu Phú Mỹ Hưng của Tây Sài Gòn. Thứ nhất là sau khi phỏng vấn một số người dân nơi đây thì hỏi là vì sao khu này đặt được tên là khu Tên Lửa, thì họ cũng có nói đùa một câu rằng là tại vì giá bất động sản khu này tăng nhanh như tên lửa. Vâng, rất là bất ngờ đúng không ạ? Cái thứ hai là nếu anh chị đã đến khu vực này và chú ý đường số 7 và đường Tên Lửa thì khu vực này quy tụ toàn văn phòng giao dịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Vâng, và cái thứ ba nữa là toàn quận Bình Tân xem khu Tên Lửa như là một cái trung tâm ăn chơi nhảy múa với 9.999 nhà hàng, khách sạn, cà phê, quán bar, trà sữa quy tụ về nơi đây. Và cái thứ tư nữa là một điều đặc biệt là gì? Đó là hàng năm thì ở khu vực đường Tên Lửa này là thường xuyên tổ chức chợ hoa, chợ Tết, các cái triển lãm của quận Bình Tân đều quy tụ về đây. Và điều thứ năm là sẽ có một thử thách dành cho các bạn là đố các bạn đếm được hết khu Tên Lửa có bao nhiêu biệt thự. Vì thực sự khu này là một khu rất rất nhiều biệt thự đẹp. Cung đường Tên Lửa, cung đường danh giá tỷ đô, có một cái chia sẻ như thế nào, như sau. Năm 2014, Amon Bình Tân bắt đầu xây dựng quy mô khoảng 4,6 hectare. Tới 2016 thì Amon chính thức khai trương. Và 2018 thì đường Tên Lửa bắt đầu nâng cấp độ dưới 40 mét. Vâng, thì trước 2014 khu vực này mức giá chỉ có tầm từ 30 đến 50 triệu một mét vuông thôi từ vị trí. Tuy nhiên, kể từ khi Amon Bình Tân chính thức vận hành thì giá ở đây đối với các tuyến đường trong đã tăng đến 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Và đặc biệt khu mặt tiền đường Tên Lửa giá là từ 180 đến 190 triệu một mét vuông. Wow, thật là một con số thật là bất ngờ đúng không quý vị chị? Và để quý chị và các bạn hiểu rõ hơn về khu vực sinh sống khu vực này thì chúng tôi cũng đã có một số phỏng vấn nhanh đối với một số khách hàng đang sinh sống tại hai dự án là Mulai Boulevard và Mulai Parkview. Khu Tên Lửa là trung tâm của quận Bình Tân, quy hoạch rất là bài bản, đường xá thông thoáng, dễ di chuyển từ quận này qua quận khác rất là thuận lợi và liên kết với các tỉnh miền Tây. Thật ra cuộc sống đây rất là sôi động, dân cư đây càng lúc càng đông đảo và sầm uất. Xung quanh có tiện ích trung tâm thương mại, có chợ, gần bệnh viện, trường học, đáp ứng là chừng vài km. Lý do đầu tiên khi tôi chọn mua căn hộ này đó là vị trí dự án. Thì căn hộ Mulai Boulevard này thì nằm ở trung tâm của khu Tên Lửa, được quy hoạch bài bản về đường xá, thuận tiện di chuyển giữa các quận. Thì nó phù hợp với cái cung đường làm việc của gia đình tôi. Tôi và chồng tôi đi làm cộng với các con tôi đi học cũng rất là thuận tiện, không bị kẹt xe. Sau một thời gian về đây sinh sống thì cái việc mua sắm của gia đình tôi cũng rất là đơn giản. Tôi chỉ cần bấm thang máy xuống dưới chân chung cư, mua hàng tại các siêu thị tiện lợi. Hoặc là tôi đi bộ cách đó khoảng 3 phút, tôi qua siêu thị Aeon, tôi mua đồ. Sau một thời gian về đây ở thì tôi cảm thấy là cái sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.
Nói về cái khu vực tên lửa này thì hiện tại là cư dân rất là đông đúc, đặc biệt là thu hút các lao động thuộc các tỉnh miền Tây về đây sinh sống và làm việc. Chính vì vậy mà cái bất động sản ở khu vực này, cái nguồn cung nó còn khá ít các căn hộ mà tầm trung, dẫn đến là việc đầu tư ở đây vẫn là một sự lựa chọn tốt. Có nghĩa là cái lợi nhuận nó sẽ còn tăng vì cái cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và cái nguồn cung về tầm trung căn hộ hiện nay cũng là khan hiếm. Theo tôi được biết thì nhiều chủ đầu tư hiện nay cũng không còn nhiều cái quỹ đất ở trong thành phố, hoặc là nếu mà còn cái quỹ đất ở trong thành phố thì nó cũng không hề có giá rẻ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã lắng nghe một số cư dân hiện đang sinh sống tại khu vực tên lửa tại hai dự án là Moonlight Boulevard và Moonlight Parkview. Vậy thì quay trở lại dự án của chúng ta. Dự án chúng ta thì vì sao những ngày qua chúng ta sẽ các bạn đã có râm ran trên thị trường là cái vị trí đó rất đắc địa. Tìm hiểu dự án của chúng ta đắc địa ở chỗ nào nhé. Vâng, thì dự án của chúng ta là tâm điểm kết nối và khơi nguồn văn hoa. Moonlight Central Point vươn mình kiêu hãnh ngay tại cung đường tên lửa Sơn Phúc, và chỉ cách chợ lớn đâu đó chỉ có 10 phút di chuyển thôi, và là vị trí kết nối toàn diện tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa đi các tỉnh miền Tây. Vâng quý vị và các bạn, thì thật sự là như vậy. Thì cái cung đường tên lửa là lộ giới 40m, và cái khu vực này đã được mệnh danh là Phú Mỹ Hưng và là danh giá bậc nhất của khu vực Bình Tân. Và đặc biệt hơn nữa là vị trí của dự án của chúng ta là liên kề An Môn Bình Tân, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tại nơi đây. Và cái vị trí của chúng ta cũng được xem như là cái vị trí cửa ngõ của Tây thành phố, và nơi đó là có cái tuyến đường chính để kết nối các quận huyện, các tỉnh thành lân cận. Vâng, và thiên đường mua sắm giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực ngay cửa nhà bạn, Amon Bình Tân, chỉ là một bước thôi các bạn đã tới được Amon rồi. Và ở đây có hàng ngàn các cái nhà hàng, kính thưa các thể loại, các thương hiệu, rạp chiếu phim, giúp cho các bạn có một cuộc sống tận hưởng cuộc sống cực kỳ thú vị và cực kỳ dễ dàng trong một cái cuộc sống tiện nghi. Vâng, bên cạnh đó thì khu vực của chúng ta là liên kề khu y tế kỹ thuật cao Shangri-La lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu vực này là bao gồm hệ thống bệnh viện quốc tế, bệnh viện Gia An 115 và trung tâm nghiên cứu và trường đại học y dược, cùng nhiều chuyên khoa hỗ trợ với tổng là lên đến đâu đó khoảng 1.700 giường, và có quy mô hiện đại bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm này. Vâng, thì cái khu y tế kỹ thuật cao này sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân sống tại dự án của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem lại, thì dự án của chúng ta là tiện ích nối liền tiện ích ha, kề bên là An Môn, tiếp thêm là khu bệnh viện quốc tế Shangri-La, tiếp theo đó là kính thưa các thể loại về trường tiểu học, các siêu thị Copmark và các cái trường học và bệnh công viên Phú Lâm. Và tiện ích nối liền tiện ích. Định vị thứ hai của dự án đó là model tính hiện đại. Cũng có nhiều người sẽ đặt câu hỏi là một cuộc sống như thế nào gọi là một cuộc sống hiện đại. Cũng sẽ có nhiều bạn suy nghĩ vậy thì như thế nào là một chuẩn sống hiện đại. Một cuộc sống hiện đại đó là một cuộc sống mà có ngủ an hội tụ. Vậy ngủ an hội tụ là gì? Thứ nhất đó là an cư cho sự nghiệp tiến tới. Thứ hai là an tâm cho học hành và phát triển. Thứ ba là an toàn cho con trẻ chơi đùa. Và thứ tư nữa là an yên cho tình yêu thăng hoa. Và thứ năm là an nhàn cho cuộc sống tận hưởng. Vâng, đó là một cuộc sống hiện đại, một cuộc sống ngủ an hội tụ. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về các tiện ích nội khu của dự án để làm sao cho ngủ an hội tụ tại Moonlight Central Point nhé. Thứ nhất đó là không gian của dự án cực kỳ xanh mát. Vâng, với ngoài chốt an ninh bảo vệ 24/7, hệ thống landscape xanh mát được chăm sóc kỹ lưỡng. Và ở đây thì sẽ có khu shop house gần 22 căn với dịch vụ đủ đầy dành cho cư dân. Tiếp theo, chúng ta hãy đi vào khu công viên đối diện Block Emerald. Khu vực này thì chúng tôi có thiết kế bố trí một cái tổ hợp tiện ích vui chơi cho trẻ và các đường dạo trộm thoáng. Bên cạnh đó thì khu vực này còn các bố trí các sân thể thao đa năng, các sân chơi trẻ em và máy tập thể dục ngoài trời. Đặc biệt thì dưới góc của Emerald Moon thì sẽ có một nhà trẻ. Vâng, sẽ có một nhà trẻ tại Block Emerald Moon. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào hai block trong tại Block Blue Moon chúng ta có một phòng gym hiện đại. Và tiếp theo nữa thì ở khu vực này, ở lõi giữa, chúng ta cũng sẽ có bố trí về khu nghỉ chân pergola, sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, các cái máy tập gym hoặc outdoor fitness. Vâng,
và các phòng sinh hoạt cộng đồng được các cái phòng sinh hoạt cộng đồng được bố trí rất là hài hòa ở tất cả các block. Giới thiệu về khu tiện ích trên cao nhé. Dự án của chúng ta tại tầng 5, tại tầng 5 thì có một khu tại tầng 5 của hai cùng block thì sẽ có hai hồ bơi với một hồ bơi sky pool rộng khoảng 300 mét vuông, cực kỳ chill. Ngoài ra thì có các cái khu sky garden. Ở đây thì còn có ghế thư giãn, khu vui chơi và khu cà phê panorama để cho anh chị có thể là ngắm nhìn toàn thành phố về đêm, rất là chill. Vâng, điểm cho lại hết tất cả các cái gì, các cái tiện ích của dự án nhé. Thứ nhất là chúng ta có các cái sân vườn đường dạo này, chúng ta có các cái hai sân thể thao đa năng này, chúng ta có cái sân của vui chơi của trẻ em này, hệ thống khu barbecue ngoài trời, khu nhà trẻ, phòng gym, hai hồ bơi, mỗi hồ bơi rộng 300 mét vuông trên cao ở tầng 5. Chúng ta có khu cà phê panorama và khu sân vườn Sky Garden tại dự án Moonlight Central Point. Yếu tố định vị thứ ba đó là stable, tính phù hợp. Hãy đi qua từng cái block của từng tầng của dự án nhé. Thứ nhất là chúng ta có một tầng hầm, đây là hệ thống tầng hầm liên thông với nhau. Thứ hai là từ tầng 1, tầng 2 là hệ thống tiện ích công cộng và khu shop house, gồm có gym, shop house, khu nhà trẻ. Từ tầng 3 đến tầng 4 là bãi đỗ xe của cư dân, bãi đỗ xe máy. Vâng. Từ tầng 5 là khu căn hộ kết hợp với khu tiện ích trên cao. Ở đây thì có gồm sky pool và sky garden. Vâng. Và từ tầng 6 đến tầng 24 là tầng căn hộ của dự án. Và về mặt đứng, về view của dự án thì ở đây chúng ta có block Emerald Moon và block Silver Moon, thì là view trực tiếp về đường Kinh Dương Vương. Về block Blue Moon và block Violet Moon thì view trực tiếp về trung tâm y tế kỹ thuật cao Shangri-La. Và tiếp theo là block Silver Moon và block Blue Moon sẽ view trực tiếp về Almond Bình Tân. Vậy thì mình sẽ đi vào sâu hơn thiết kế của căn hộ Moonlight Central Point nhé. Layout thiết kế phù hợp. Vậy phù hợp như thế nào? Thứ nhất đó là căn hộ được thiết kế hiện đại và phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Để có được cái thiết kế này thì thật ra trải qua rất rất nhiều dự án và nhận rất nhiều phản hồi từ cư dân cũng như khách hàng, từ đó để tối ưu hóa để đưa ra một cái chuẩn thiết kế hiện đại phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Thứ hai là mẫu layout của căn hộ tối ưu hóa diện tích sử dụng và đảm bảo 100% căn hộ ở đây đều có ánh sáng tự nhiên. Vâng, 100% căn hộ đều có ánh sáng tự nhiên. Một điều đặc biệt nữa là dự án chúng ta có đa dạng tiện ích phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Thứ nhất chúng ta có căn studio. Dự án chúng ta có căn studio với diện tích từ 34.49 đến 35.98 mét vuông. Chúng ta có căn studio. Như Leo các anh chị đã thấy ha, căn studio ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ tiện nghi từ bếp, vẫn để bố trí được đầy đủ tiện nghi từ bếp, toilet, phòng ngủ và bàn ăn. Có cả một lô da để phơi đồ và đặt máy giặt nữa. Thứ hai là căn một cộng phòng ngủ. Căn một cộng phòng ngủ thì có diện tích từ 52.69 đến 59.39 mét vuông. Căn một cộng phòng ngủ thì ở đây có một phòng ngủ và một phòng đa năng. Phòng đa năng có thể là làm phòng ngủ cho bé hoặc làm phòng làm việc, rất thích hợp với những gia đình trẻ mới cưới hoặc là những bạn trẻ sống độc thân. Tiếp theo là căn hai phòng ngủ có diện tích từ 65.7 cho tới diện tích là 68.94. Căn hai phòng ngủ của chúng ta rất phù hợp với những gia đình mới cưới và chuẩn bị sinh em bé hoặc gia đình có con nhỏ. Và tiếp theo là căn ba phòng ngủ có diện tích là 83.45 mét vuông. Ở đây là rất thích hợp cho những gia đình mà sống đa thế hệ. Vâng, những gia đình sống đa thế hệ với căn ba phòng ngủ. Vậy thì danh mục bàn giao của dự án Moonlight Central Point có gì? Thứ nhất đó là về sàn. Sàn của chúng ta thì gồm có hai phần là sàn gạch và sàn gỗ. Sàn gạch thì được cung cấp bởi thương hiệu Tysera, đây là một thương hiệu gạch cao cấp. Và loại gạch là porcelain, là cái loại gạch bán sứ. Loại gạch này là có kết cấu đặc biệt và chịu lực, chịu nhiệt cao, chống hút tốt. Về sàn gỗ thì được cung cấp bởi thương hiệu Eagle, là thương hiệu gỗ, sàn gỗ công nghiệp đến từ Đức, rất nổi tiếng. Tiếp theo là về tường thì chúng ta có sơn nước là Zoton hoặc Dulux Pro. Đây là hai thương hiệu rất là phổ biến trên thị trường rồi và được tin dùng. Tiếp theo là về cửa đi chính và cửa sổ. Với cửa chính là cửa chống cháy. Cửa chính là cửa chống cháy. Khóa từ 4 chức năng. Dùng có thể là vân tay, có thể thẻ từ, mã số hoặc chìa khóa cơ bởi hai thương hiệu hoặc là gel hoặc là hai HL. Vâng. Tiếp theo là trang thiết bị vệ sinh được cung cấp bởi thương hiệu Kohler hoặc là Gohan. Đây là hai thương hiệu
hai thương hiệu về trang thiết bị vệ sinh nổi tiếng hiện giờ trên thị trường. Về bếp thì chúng ta sẽ được trang bị, dự án Moonlight Central Point được trang bị một hệ tủ bếp tiện nghi đủ đầy, với tủ kệ bếp trên dưới bằng MDF, mặt bếp bằng đá nhân tạo Swiss Sofi, tường bếp bằng kính cường lực và chậu rửa hai hộp với hai thương hiệu là Maloca hoặc là Habler, cũng là hai thương hiệu nổi tiếng. Đi sâu hơn về phía dưới sảnh thì dự án Moonlight Central Point được trang bị hệ thống intercom, đó là video call. Đối với cái hệ thống này thì sẽ giúp cho bạn có sự chuyên nghiệp và thoải mái nhất khi có khách viếng thăm tòa nhà. Đây là cái giải pháp mang lại cái sự an toàn tuyệt đối cho cái tòa nhà. Thứ hai là thang máy được cung cấp bởi thương hiệu Mitsubishi Electric. Vâng, thang máy Mitsubishi. Và thang máy của chúng ta là thang máy sử dụng thẻ từ nhé. Quý anh chị, các bạn nhớ vấn đề này. Chỉ có thẻ từ của tầng nào mới lên được tầng đó. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ có salary? Thì trên màn hình quý vị và các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh của salary vừa được thiết kế. Dự kiến tháng 10 2021 chúng ta sẽ khai trương sale gallery và căn hộ mẫu. Vâng, hình ảnh salary rất đậm, rất concept với cái concept Moonlight, đúng không quý vị? Rất concept với Moonlight và rơi vào khoảng thời gian này cũng chính là thời gian trung thu luôn. Vâng, hình ảnh của sale gallery dự kiến khai trương vào tháng 10 năm 2021. Về căn hộ mẫu thì chúng tôi cũng có chuẩn bị một số hình ảnh của căn hộ mẫu. Về căn hai phòng ngủ, màu sắc rất là nhã nhặn, căn này sẽ là căn hình ảnh của gần như 99,99% căn hộ mẫu của chúng ta khi được khai trương. Thiết kế rất là nhã nhặn, rất là đủ đầy và một có sự ấm cúng với căn hộ mẫu hai phòng ngủ. Phòng master với ngập tràn ánh sáng. Tiếp theo là căn một cộng phòng ngủ, phòng khách cũng khá rộng rãi và thoải mái. Về phòng phòng một cộng thì bố trí là phòng cho trẻ hoặc là khu vực làm việc. Vâng, và cũng là phòng master rất ngập tràn ánh sáng. Và Moonlight Central Point, chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Tiến. Và bộ ba thương hiệu bảo chứng cho sự an tâm và hài lòng của khách hàng, đó là phát triển dự án bởi Hưng Thịnh Land, tiếp thị phân phối độc quyền Protex và tổng thầu xây dựng là Hưng Thịnh Incon. Vậy thì chốt lại những thông tin cho quý vị và các bạn về tổng quan thị trường bất động sản cũng như là chi tiết hơn về khu vực của khu tên lửa và những thông tin về dự án Moonlight Central Point. Thì tổng hợp lại thì thứ nhất là dự án của chúng ta có liên kề An Môn Bình Tân, tiện ích nối liền tiện ích. Thứ hai là vị trí cực kỳ đắc địa ngay tại trung tâm Tây Sài Gòn, tọa lạc mặt tiền đường tên lửa sầm uất và danh giá bậc nhất tại quận Bình Tân. Thứ ba nữa là khu dân cư biệt lập nằm trong khuôn viên khu cầm bao. Các bạn nhìn thấy ha, cái vị trí layout của dự án chúng ta gần như chúng ta là tạo thành một khu cầm bao và dự án được đảm bảo không gian riêng và an ninh tuyệt đối. Thứ tư là dự án chúng ta có đa dạng loại hình sản phẩm có thể phù hợp đầu tư và gia tăng lợi nhuận. Và cái thứ năm nữa đó là một điều rất quan trọng là uy tín của chủ đầu tư, an tâm uy tín bởi Hưng Thịnh Land. Rất vui đã mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về thị trường cũng như dự án Moonlight Central Point